cho các bạn nhé. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hay của cả hai đội, thể hiện được hết cái khả năng của mình. Rồi là cảm ơn đến các học trò của tôi, họ đã thực hiện đấu pháp rất là chặt chẽ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vừa triển khai và các cầu thủ đã làm được những điều mà ban huấn luyện đề ra. Cảm xúc của tôi thì tôi thấy rất là vui và hạnh phúc. Đầu tiên làm V-League mà được chơi tham gia trận đấu như này nên gọi là một trận đấu lớn, tôi nghĩ thế này. Trước cái trận đấu đầu tiên của mình tại V-League thì anh có hồi hộp hay không và có bị áp lực gì hay không? Tôi không hồi hộp gì cả, tôi đang tận hưởng cái công việc của mình. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc với cái công việc của mình. Và tôi nghĩ là làm đơn viên thì không thể nào mà tránh qua áp lực, đón nhận nó với một cái tinh thần lạc quan và biến cái áp lực thành cái động lực cho mình. Những trận đấu trước đây thì theo kinh nghiệm gần đây thì Viettel toàn thì thua Hà Nội, tân huấn luyện viên mới thì gặp áp lực thế nào? Tôi đã nói là tôi không có áp lực gì cả, vì tôi tin tưởng vào các học trò của tôi, các cầu thủ của tôi, và tôi hiểu được khả năng của họ, và tôi cũng hiểu được cái cách chơi của đội Hà Nội, nên với tôi thì tôi cũng không cảm thấy có áp lực gì ở trận đấu này. Các cầu thủ của ông thì phản ứng khá mạnh về cái tình huống của VNT, cá nhân ông thì thấy như nào để phòng họ? Tôi chắc phải xem lại, tại vì tôi chưa có thời gian xem lại cái tình huống VNT, nó cũng khá nhanh. Tình huống này diễn ra khá nhanh, tôi cũng chưa không bình luận gì về cái tình huống đấy đó cả. Ngày hôm nay thì các cầu thủ đáp ứng được 30% cái chiến thuật mà ông yêu cầu? Hôm nay cầu thủ tôi đã đáp ứng được 100% và cái tinh thần thì nó là 200% để chơi trận đấu này. Tôi cảm thấy rất hài lòng với tinh thần của các cầu thủ của tôi. Xin hỏi anh huấn luyện viên Thành Bảo Khanh câu là hôm nay ngoại binh Giavane sao không đăng ký thi đấu? Giavane bị chấn thương ngón tay, bị gãy xương ngón tay từ cái giải tiền V-League, hiện đang dần dần hồi phục. Hôm nay thì Danh Trung nữa ghi bàn, anh đánh giá như nào màn trình diễn của cậu ấy lúc mà anh tung cậu ấy vào sân? Danh Trung trong quá trình tập luyện cũng như là cái giải tiền SEA Games, tiền V-League cũng đã cho tôi cái niềm tin, và các bạn ấy cũng thể hiện được cái tinh thần trong tập luyện. Chính vì vậy mà tôi tin tưởng Danh Trung. Hôm nay tôi rất là vui khi mà đưa Danh Trung vào, vì Danh Trung đã ghi bàn. Chuyến ra khách sắp tới trước cầu với Hà Tĩnh, anh đánh giá như nào về đối thủ này và cái sự chuẩn bị chúng ta? Hà Tĩnh tôi có xem trận họ chơi, và tôi nghĩ rằng là đây là một đội bóng chơi chặt chẽ, họ có cái chiều sâu về đội hình. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ tính toán ở trận đấu tiếp theo, bởi vì với tôi thì từ trận đấu một trận đấu này qua đi thì tôi sẽ tiếp tục tìm những trận đấu tiếp theo. Thế là anh Khanh thêm người chiến thuật hôm nay việc đưa Hồng Đức để lên cao cả cặp với cả ngoại binh Milinkovic và Hiếu Chiến ở trên cái trung tâm, liệu đấy là giải pháp tình thế khi Milinkovic chưa trở lại hay đó là cái điều mà anh Khanh phải ở cái giải pháp mà đưa Đức Chiến vào đá trên vị trung tâm và đẩy Hoàng Đức lên thì đấy cũng là một trong những phương án như chúng tôi đã tập luyện, bởi vì tôi cũng sẵn sàng là chuẩn bị cho những cái tình huống các ngoại binh và các cầu thủ bị chấn thương. Thì mình trong quá trình tập luyện thì tôi cũng đã tập luyện những cái vị trí đó cho các cầu thủ rồi. Tất nhiên là khi mà Đức Chiến lên đó là giải pháp hiện tại là chúng tôi bằng Giovanni đi trên Đức Chiến trận đấu này chơi rất là tốt. Em hỏi chút là Danh Trung có gặp chấn thương ngay sau khi ghi bàn về để cố gắng thi đấu đấy không bạn? Hiện giờ Danh Trung cũng không thấy có cái chấn thương gì quá nặng cả, chấn thương vẫn chơi được. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.